Dạ xin chào quý diễn giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa với lại cha Khương Dừa xin kính chào quý bà con cô bác nha. Dạ lâu rồi cha Khương Dừa mới xuất hiện trên kênh Khương Dừa. Dạ bà con cô bác thân mến, hôm nay thì Khương Dừa dẫn cha của Khương Dừa đi làm răng tiếp ở bên chỗ của bạn Dung anh nha khoa bà con cô bác. Hồi năm ngoái thì làm được mấy cái cho? 8 cái rồi. Giờ còn mấy cái nữa? Còn 4 cái nữa. Ông làm tới 12 cái, gắn em lên tới 12 cái rồi làm răng sứ. Đó thì làm xong được 18 cái, xong cái dịch tới cái cha Khương Dừa không có làm được. Bây giờ thì mới bạn Dung mới chuyển cái nha khoa qua bên 3 tháng 2 mới ổn định trở lại, thì hẹn lịch để lên cho cha Khương Dừa sửa lại. Thì trước khi sửa dẫn cha Khương Dừa đi ăn sáng, ghé quán của một đứa em Vũ, bà con bác Vũ bò. Dạ đi vô cha. Nó khai trương cũng lâu rồi mà không có thời gian để dạ, để đến ủng hộ nó. Chào dạ, bác. Ừ. Vô. Dạ, bà xã mình... có qua không? Dạ. Bà xã có qua không? Dạ bà xã với mấy đứa nhỏ em không về quê rồi. À. Vậy hả? Ngồi đâu cho đẹp. Quán đẹp quá ha. Ngồi đây đi hả? Ngồi đây. Ngồi đây đi. Cha ngồi đây cha. Sáng chưa? Dạ dạ chưa. Quán mới mở mà sáng dán que cũng được quá ha. Dạ bây giờ mấy bạn mới làm anh. Nói chứ quán của nó bán ngon lắm mà buổi chiều buổi tối đông mà con bác. Giờ buổi sáng thì vừa đi trễ rồi nè, giờ ta ăn sáng xong rồi. Dạ. Menu đâu ông chủ? Dạ. Sao mày nay mày khờ quá vậy? Mới dạ, bán buôn rồi khờ quá vậy? À, giới thiệu bà con cô bác Văn Vũ cũng xuất hiện kênh Khương Dừa rất là nhiều lần rồi ha. Hồi đó Khương Dừa nhớ là Khương Dừa với anh Colorman làm chương trình chuyến xe nụ cười á. Khương Dừa bán bánh mì để quyên góp để giúp đỡ cho bà con cô bác khó khăn á. Lúc đó Văn Vũ nó mua cho Khương Dừa 10 ổ bánh mì và 1 ổ 1 triệu là coi như là 10 triệu đồng đó. Cái Khương Dừa cũng không biết sao để cảm ơn, thì Khương Dừa cũng có lợi quán của Vũ. Khương Dừa cũng được bạn Vũ mời cho Khương Dừa bữa đó một cái phần bò né đặc biệt rất là ngon. Rồi từ đó thì hai anh em cũng kết thân, rồi Vũ cũng hay đồng hành với Khương Dừa trong rất là nhiều chương trình. Hồi bữa thì phong tôm bán khô rồi đó, thì Vũ thấy cũng có bò thì Vũ chuyển qua cho ông Phong để cho nó bán để kiếm thêm thu nhập. Dạ nhưng mà bữa giờ thì bán cũng hơi chậm. Dạ. Dạ. Thì khai trương là làm được 3 tháng hả? Dạ 3 tháng. Dạ thôi thiếu sót quá, không có đi ủng hộ anh em được. Dạ hôm nay bữa nay qua ăn trực với lại thôi giới thiệu giùm em luôn để bà con cô bác biết được em có một cái quán để bà con cô bác có đi ngang đây, hoặc là bà con cô bác có thích ăn bò né hay gì đó bà con bác ghé ủng hộ ha. Dạ ở đây là ở địa chỉ là 31 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha bà con cô bác. Dạ còn tôi chắc cũng có bán mang về hả? Dạ có đầy đủ hết anh. Đây hả, được số điện thoại bán đây bà con bác 0968 105468. Bà con cô bác nếu mà không có ăn được thì bà con bác mua về cũng được, uy tín chất lượng, góp ý nhượng quyền. Anh nhìn nhượng tao một cái rồi. Dạ bây giờ mà cái này là mình có bò né, bò vịt tết. Ồ cái menu nhìn cũng chuyên nghiệp lịch sự quá hả bà con bác. Cái này ép mica hả? Dạ nhựa luôn hả? Vậy nó được bền ha. Dạ. Nó sạch sẽ, nó đẹp. Giờ buổi sáng có gì? Dạ cái nào món nào mình cũng có hết rồi, nhưng mà để em mời anh cái phần đặc biệt đi. Phần đặc biệt đâu? Cái bò hầu có sản. Mì cay rồi nữa hả? Ồ, này mới nhỏ thôi. Sao mày không ra Bình Chánh, Bình Tân rồi mày mở cho đây không, mà đi ăn xa xôi quá anh em đâu có ủng hộ được. Dẫn con đi ăn cũng không được nữa. Dạ em đang triển khai anh. Về giờ sao đi, có giao ra Bình Chánh không? Dạ có. Giao Bình Chánh vậy chiều giao cho anh mấy phần cho mấy đứa nhỏ nó ăn coi. Dạ. Em ơi. Có gì? Dạ mình ăn cái phần này đi bác ha. Ăn gì cha? Dạ. Cho hai con bò đó. Cho hai con bò. Con bò này hả? Dạ. 299.000 hả? Dạ. Sáng ăn bò hào hải sản luôn hả? Dạ nó đầy đủ hết rồi. Wow, phần này hoành tráng quá bà con bác.
đi ăn chực thôi mà ông phận chừng 50 ngàn được rồi mày ơi, mày làm gì quá. Bò Úc nha cha, hàu sữa Pháp mà ăn 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 đồ Úc với đồ Pháp, đồ tôm nè, tôm Nhật hả? Dạ, tôm của mình. Mực Thái Lan hả? Phô mai Đức hả? Dạ. Bơ cái này bơ Mỹ mình ăn. Ờ có nhiều món kèm vậy hả? Dạ. Cái này là trong combo nó nè. À. Mực tươi quá vậy, mực đâu ạ? Dạ mực bên em là hàng là bên chợ ngày nào người ta cũng đưa qua, hàng là phải tươi rồi. Tôm nữa hả? Dạ. Trời tao biết bữa giờ mày ấy, tao kêu mày mày lấy tôm của con Phong nó giao cho, cho nó có công ăn chuyện làm. Nó mới bị tai nạn á. Dạ. Ờ, để đây coi, cảm ơn coi. Rồi là bò đó hả? Bổ hả? Dạ, cái này bổ. Wow. Phần này là 300 ngàn hả? Dạ. Nhiều quá cơ. Combo để trứng hả? Nhâm. Rồi bên đây là sáng ăn thịnh soạn quá vậy, chưa bữa sáng nào ăn như thịnh soạn vậy luôn. Này là nấm rồi đậu bắp rồi khóm mà con bác, này kim chi, cái này bơ à? Dạ bơ. Dạ. Này là gì em? Làm đi. Ồ nhìn chén của ớt thấy hấp dẫn quá bà con bác. Wow. Cha tôi vừa chưa bao giờ được ăn mấy món này hết, ai dẫn ông đi ăn cho ông biết. Có chủ quán đẹp trai ngồi phục vụ rồi luôn. Bà con cô bác tới ăn mới yêu cầu chủ quán thì Vũ sẽ ngồi để phục vụ cho mình luôn. Dạ. Này bơ xong rồi bỏ hàu trước anh. Này hàu nó lâu chín hơn. Lâu chín hơn hả? À? Dạ. Ê, thì mày làm đi, tao đâu biết đâu, tao chưa ăn cái này mà chưa được ăn. Món ăn cầu kỳ quá ha. Dẫn quá bà con quá ơi, trời ơi, đó. Nhìn thấy đã ha. Tính kêu phần bò né ăn thôi. Ồ cái này mà em mà qua mà mở mà gần anh là mấy đứa nhỏ nó ghé ăn hoài luôn thiệt. Nó mê lắm, thấy Vĩnh á, thấy Vĩnh với trà sữa nó mê lắm mà. Mà có một cái quán cà phê đó mà người ta cũng làm ăn cũng được, không trò không chuyên lắm á. Nhưng mà nó cứ tháng thứ bảy chủ nhật là đòi giờ anh dẫn qua ăn, thích lắm luôn. Nhưng mà cái này em có giao không? Dạ cái này em có giao combo đó. Giao combo luôn hả? Dạ. Trên app mình có mà. Ví dụ như Rap Now rồi á. Ờ. Vitamin là có đầy đủ, lô ship có đầy đủ. Mình gọi trực tiếp chưa? Ôi về để anh chiều anh mày giao cho anh mấy phần để anh cho mấy đứa nhỏ ăn đi. Dạ. Ha. Tội nghiệp nó. Con vừa đi làm suốt rồi. Cũng ở nhà cũng ít làm cái này làm kia cho mấy đứa nhỏ ăn, có ngày nó ăn cơm không à. Ông bà ngoại làm cơm mà kho cá kho thịt ăn không à. Cũng chưa bao giờ mấy đứa nhỏ được ăn món này, nhưng mà ở nhà mình không lấy cái chảo hả? Dạ mình nhà mình dùng chảo cũng được á. À. Mình tự ăn mình cải nó nóng nó sẽ ngon. Dạ. Dùng luôn chứ. Dạ. Trời ơi, hấp dẫn quá. Dạ xin lỗi bà con cô bác nha. Dạ Khương vừa có không, Khương vừa sáng chỉ tính đi ăn bò né thôi à. Dạ, rồi cuối cùng đi vô đây Vũ nó làm một phần quá hoành tráng. Cái này cái gì? Bỏ vô đây hả? Dạ cái sốt đó từ từ ạ. Nhưng mà bỏ vô đây phải không? Dạ đúng rồi. Anh cũng không biết không có rành mấy ngày đó. Dập quá. Rồi đó rồi mình sau đó mình rưới sốt rồi mình rưới phô mai sợi lên. Dạ. Kẹo kẹo. Cầu kỳ quá. Cầu kỳ quá ha. Nhưng mà anh thấy bây giờ hình như ta làm mấy cái chỗ này quán nhậu nhiều lắm á. Dạ. Quán nhậu người ta bán mấy này nhiều dạ, lắm. Nhiều nhưng hút lắm á. Em thì em không có thích bán nhậu. Không có nhậu không? Ăn rồi không? Dạ. Chưa nhậu thì nhậu rồi cái dạ. Tiếng nhưng mà người ta làm cái này giờ người ta làm nhậu, tôi uống bia á cha. Anh bán đông khách lắm cho nên
cầm bia được. Ôi ra ngoài mở đi Vũ ơi, qua qua, qua mình tránh mở đi. Em ra kiếm mặt bằng. Ờ ra ngoài đó bán mở nên ghé ủng hộ. Tháng tao ghé ủng hộ một lần. Một giờ một xí số thôi. Tại số này số đặt ra nên mình sẽ rưới vừa thôi. Dạ, nó mặn thôi. Dạ. Nó mặn thôi. À thơm quá. Tình luôn. Có những món ăn nó cực kỳ hấp dẫn luôn mà mình chưa có được cơ hội để mình thưởng thức. Gì? Thêm nữa hả? Này giống như lẩu nha. Ăn được chưa? À, mình dùng được rồi bác. Dùng được rồi hả? Anh dùng. Cha, chiên chi này cho. Để tao gắp cho ổng cho. Ngồi đi. Dùng được. Cha ngay cha gắp bánh mì đó. Dạ cái này mình ăn kèm với bánh mì bác. Đây là gắp cho ổng cho. Tự tay gắp cho cha mình. Không, cái này là gắp đồ sống anh. Hả? À gắp đồ sống à. Cha. Mai sợi nó kéo sợi rồi. Hấp dẫn quá bà con cô bác ơi. Dạ xin lỗi bà con cô bác. Ngon quá. Chưa tôm chưa chín. Đây đây đây. Dạ. Ô, anh vô đây để tôi gấp cho. Này cũng chưa ăn sáng mà. Wow. Tính ra 4 người ăn phần này người có 60.000 nhiêu đúng không? Người 50.000 chứ. Hoặc là 3 người ăn thì 50.000. Ừ. Nè nè. Chán đi chán. Ăn đi ăn đi. Dạ dạ mời bác. Ba của chú dùng chung. Dạ. Ồ. Dạ xin mời bà con cô bác nha. Dạ xin miếng bò đây. Đây mình chấm vô, mình chấm vô muối muối ớt nha bà con bác. Đây muối ớt này ngon nè, muối ớt này ăn hải sản là bó pháp luôn nè đó. Dạ xin vừa khoái cái muối ớt này ghê. Mình chấm vô cái miếng mực đi đó. Tươi luôn ha. Cái này ở chợ người ta giao cho em hả? Dạ. Tươi quá, ngon quá. Cái này mình quán người ta làm gì khỏe ha, chứ mình là muốn ăn gì mình làm phần gì cũng cực ha. Mua lắc nhắc lắc nhắc á với sốt đồ không? Cái này là em làm chủ á, phần cung cấp rồi nó nhiều, phần khách hàng người ta không có làm gì nhiều á. Ừ. Anh em làm sẵn hết cho. Ừ. Những quán khác á là những cái nguyên liệu á, ví dụ như là hải sản á là khách người ta sẽ tự mua. Ừ. Ví dụ như là tại vì việc mua ở tận nơi á là sẽ tự tôm mực đó là phải mua ở đây. Thì tôm mực người ta mua còn còn mình là sót này kia đúng không? Dạ, bò đúng không? Dạ. Nhượng quyền là mình nhượng công thức lại cho người ta hết vậy hả? Dạ. Quan trọng nó sót rồi ha. Dạ, cũng mì cho. Đó, thôi. Nó mạnh mạnh với tự nhiên nó có gì đâu. Ngày mốt giờ mình ăn cây dương chi nhánh ở bên Thành Thái á. Thái hả? À đây có chi nhánh nè bà con bác, để bà con bác biết, để bà con bác ụ nhiều quá không biết được hết. Ở đây là 31 Hoàng Hoa Thám, phường 13 quận Bình Tân Bình. Ở đây có 104 đường Mang Thiện, thành phố Thủ Đức. Ở đây có 8B Thích Minh Nguyệt, phường 2
quận Tân Bình. Ở đây có 92 đường Thôi Hữu, thành phố Thanh Hóa. 15B Bùi Trọng Nghĩa, thành phố Biên Hòa Đồng Nai. 11A Nơ Trăng Lâm ở Đắk Lắk. 312 Nguyễn Thế Sơn, phường 14 quận Gò Vấp. 359 Nguyễn Văn Luân, phường 12 quận 6. 141 đường số 2 Tân Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. 616 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố của phường Hòa Hải, thành phố Đà Nẵng. 157 thành phố Thành Thái, phường 14 quận 10. Ủa nhưng mà mấy cái kia là của người ta chứ hả? Em nhượng quyền hả? Giống như nhượng quyền đúng không? Dạ. Ok. Đấy, gấp lên. Kẹp nó đi. Vô nóng chín gì đâu. Ăn đi mẹ, ăn đi Vũ. Để dùng đồ khác. Này cha. Bỏ đó cho. Ăn đi cha. Ăn đi, nấm ngon nè. Ăn ăn dùng đi. Xin phép nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Kẹo kẹo nó thơm ha, ngon ha. Bỏ bỏ vô Vũ, bỏ bỏ vô Vũ. Ngon ngon. Ngon quá ngon. Trong đi ăn chứ là làm răng rồi về ăn nó cũng mấy ngày nó mới quen. Để xin phép nha. Để cha. Dạ, ăn đi, ăn gấp đi cho gấp được chín ăn đi cho. Cảm ơn em. Thì cái bò mình đây là bổ quá, là dinh dưỡng cao. Tính ra anh ghé em quán em ăn nhiều lần mà anh chia sẻ bà con của bác cũng hai lần hả? Một lần lúc đó anh tới anh cảm ơn phải không? Lần thứ hai là lúc đó vợ chồng Tuyên với lọ Tuyên. Dạ. Tuyên với con đó. Lúc đó tôi vừa tính lấy bò của Vũ về cho anh Tuyên đọc bán á bà con bác. Dạ mà khó quá. Nên thôi. Dạ bác dùng tự nhiên bác. Thôi để đây. Mẹ không ăn hả? Dạ dạ, em ăn xong. Thôi đây con làm cho mẹ ăn đi. Thôi ăn đi, để em làm. Kỳ quá à. Kỳ đâu. Bỏ từ từ đi, không sao đâu. Mẹ ăn đi, ăn đi, ăn đi Vũ, mẹ ăn đi. Dạ dạ. Cái này là nó chín vừa rồi, nó chín quá nó không có dai phải không? Dai với lại nó dinh dưỡng nó không còn gì. Mẹ ăn đi, tôi gấp mấy con hào ăn đi. Ăn đi vui nha Vũ. Dạ, ăn đi, ăn đi. Dạ mời bà con cô bác dùng à. Hào giờ nó cũng rẻ phải không Vũ? Hào giờ mua cũng dễ phải không? Dạ cái hào này là hồng sữa anh. Em nhập từ là bắt vào á. Ủa vậy hả? Trong đây không có hả? Cũng có chứ. Có. Nhưng mà em nhập từ bên chuỗi người ta chuyên làm hào á. À. Nói chung món ăn ngon là nhờ nguyên liệu chứ. Đúng không? Nguyên liệu ngon cái là đậu biết chứ biết ngon cái là quá hấp dẫn. Tôm nhiều quá mà. Tôm đang trứng không? Ngoài trứng không? Trứng hay là để lên đó. Để bắt gấp từ từ. Rồi ta gấp miếng mực. Chính là mình làm được lại. Ngon á. Nó chín hết rồi chưa? Ngon rồi. Bữa hôm nay chưa em bận đi quay chương trình. Giờ bữa giờ cũng bán cũng mới khách chưa biết không? Dạ
Mình khoảng so với hiện tại khu vực thì quán em cũng nổi tiếng là quán ở đây này rồi đó. Vậy hả? Thôi vậy cũng mừng. Ăn đi chả? Rồi ăn cái gì thì ví dụ người ta muốn ăn thêm cái gì người ta kêu thêm được phải không? Dạ. Tính tiền thêm cái gì? Dạ. Bác dùng rau múc rau. Chứ nữa để bác thì dạ. Mới cắt. Ở đây trên lầu có không? Có chỗ ngồi không? Dạ có. Rồi ngồi đây với ngồi lầu hả? Có lầu, có một lầu. À. Cho nên em đang làm hồng lạnh. Được không? Dạ. Mình bán này hồng lạnh không hỏi? Dạ. Cái này nóng khói rồi sao? Cái này cũng không có khói gì đâu. Không có khói nhiều. Tại cái này mình sử dụng bằng ga mà. Ờ. Nướng á, mình nướng á là nó sẽ bay khói luôn, thành là nó sẽ đấy. Em đâu có bắn nướng không? Dạ, mình không bắn nướng. Như cái này, hồi kỳ anh đi làm chương trình được ăn cả ngày và không, anh có ghé quán bò đó, không cũng chuyên bán vậy nè, cũng hấp dẫn lắm. Cha gấp đây cha. Cha gấp mực nè, gấp bò á. Bữa Vũ nó cũng ở bên Gò Vấp nó bán rồi nó xong nó bán sinh tố rồi có em cho Hương giới thiệu cho mấy đứa nhỏ sinh viên mấy bạn sinh viên của bà con bác vô làm để kiếm thêm thu nhập, làm xong gặp dịch rồi cũng phá sản luôn. Số xui vậy Vũ. Lên làm cho mẹ ăn đi, cái này phải có người làm, người ngồi ăn thì rất là ngon, người làm người ấy đảo đảo thì rất là thực. Có thế được đấy, thôi được rồi bác, đi lãng đi, để làm cho. Bình thường thầy có em mấy đứa nhỏ nó sợ. Dạ hả? Là phải làm rồi hỗ trợ hả? Chứ thôi người ta không biết dùng phải không? Rồi mình tự mình làm ăn ngon hơn gì đâu. Rồi đang tốn là khách tự mình tự làm ăn ngon hơn. Trong mà có người đứng đó. Để em đổi thay khác hả? Hả? Thôi mất công rồi. Thêm bơ vô đi. Đây cha. Ăn đi. Ăn nhanh đi rồi mình đi nữa. Ăn đi. Mắc cỡ gì không biết nữa. Ăn mạnh mạnh vô đi. Ăn gì xíu no vậy. Ăn được nhiều món. Nè cha, hào nè cha.
này có, nó có cái phô mai sợi cho nên nó kéo 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 sợi mà con bác dính 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 anh gấp gấp cái này gấp vừa được chín nè à? Bỏ vừa nó cũng chín thêm mồ á. Cái này ăn mấy món này ăn tái được hết mà. Món này mình, món mình là món ăn tái. Đấy, chín là... chín vừa thôi, chín quá. Chín quá đâu hả? Dạ. Vừa tính tái thì thôi gắn buôn mai bán đắt nha. Dạ. Rồi. Giờ cũng không biết hỗ trợ em sao. Bao lâu có thời gian có dịp ghé ăn giới thiệu giùm để bà con cô bác có dịp đi ngang đây để ghé để thưởng thức. Giờ trước em nó cũng đồng hành với mình nhiều mà mình cũng không biết sao để giúp em nó được tự lực cánh sinh. Dạ rồi, quý bà con cô bác thân mến, Phương Dừa cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi video Phương Dừa nha. Dạ, chúc quý bà con cô bác mình thật là sức khỏe. Bây giờ Phương Dừa với là cha Phương Dừa ăn sáng xong rồi sẽ đi qua bên nha khoa để kiểm tra răng rồi sẽ làm cái mấy cái răng còn lại luôn. Dạ, cảm ơn Vũ rất là nhiều. Dạ, kính chúc quý bà cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Bà con cô bác có dịp đi ngang 31 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thì ghé ăn thử bò né. Quán nãy giờ comment mày đặt cái quán tên gì vậy? Bò né mì cay, bò hồng phô mai. Không có tên hả? Chỉ vậy hả? Dạ có, bò City anh. À, cái quán bò City hả? Dạ. À, dạ rồi. Dạ cảm ơn rất nhiều. Dạ xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ạ. Dạ.